Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGroup Điền Phơm nhận 0.2 tóc cần có kèo là BMN bằng có khoảng 5 đô các bạn. Đã list trên sàn Bankake Swap các bạn. Để tham gia hôm nay bạn click phần link mô tả dưới video của mình bằng bạn mở Điền Phơm các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi tất cả các bạn join vào kênh group các bạn lướt cấp trang các bạn. Vì đây là dự án mới ra có 941 member các bạn. Dạ, chương trình iGroup này nó sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 4 nha các bạn. Sau khi các bạn join vào kênh group nó có một cái captcha là cộng anh một bộ, của mình là số captcha các bạn lướt captcha các bạn. Của mình là số 4 nè các bạn ghi số 4 các bạn gỡ nha các bạn. Để các bạn join vào group nha các bạn. Vì mà nó join rồi mình bắt up lên các bạn. Rồi tất cả các bạn join tiếp kênh seller các bạn, tiếp tục các bạn follow tờ Twitter nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào tờ Twitter các bạn follow nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn follow nè các bạn. Rồi các bạn bấm like và tờ tweet nha các bạn. Các bạn tweet là được rồi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại cái link form hồi nãy nha tất cả các bạn. Thì các bạn chỉ khai báo thông tin thôi các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè các bạn. Email mà mình sorry các bạn ơi. Anh Nhân Quỳnh. Tiếp tục thì cái username Telegram này thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Dạ, yeah, các bạn chờ một chút xíu nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram mình ra nè. Các bạn mở Telegram mình ra, dắp vào ba bạn cùng vào setting nè các bạn. Thì các bạn copy username của mình chỗ này nè các bạn. @anh1133 nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Các bạn ghi vào đây nha các bạn. @anh1133. Tiếp tục thì submit blue file tờ Twitter thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra nè các bạn. Cái, những dự án Điền Phơm thấy nó dễ ăn hơn trên con bot các bạn. Nó ít sự cam hơn trên con bot. Tỷ lệ nó sự cam nó rất là thấp. Thì mình cũng đã test rất là nhiều dự án cho các bạn. Rồi bạn bấm vào mục hồ sơ nè các bạn. Rồi bạn chia sẻ nha bạn. Rồi bạn bấm vào sao chép vào khai giới tạm nè các bạn. Trên tờ Twitter mình bị phá mà tôi cần nó cũng phân phối lại gai vậy các bạn. Mình không hiểu sao luôn. Rồi bạn sao chép nha bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha bạn. Rồi bạn dán vào đây nha bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain Best20 thì các bạn có thể dùng địa chỉ ví chút wallet MetaMask in token nha bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain mình nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ Safibank cũng được. Rồi các bạn sao chép lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha bạn. Rồi bạn dán vào đây nha bạn. Tiếp tục thì What is your Telegram username thì các bạn điền mã giới thiệu mình, các bạn điền giùm mình @anh1133 nha các bạn. Rồi tiếp tục bấm đòn các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 0.2 tốc cần BMN đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.